Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết, AOP là một chương trình giao lưu văn hóa quốc tế vô cùng tuyệt vời. Khi tham gia chương trình, bạn sẽ được sống một năm tại gia đình người bản xứ mà không tốn bất cứ một chi phí gì. Thậm chí còn được đi du lịch thỏa thích và được gia đình nuôi cho một khoản tiền tiêu vặt lên đến 17 triệu. Có hai cách để bạn trở thành AOP. Cách 1 là đi qua tổ chức AOP Việt Nam, an toàn tuyệt đối. Còn cách 2 mạo hiểm hơn chút, đó là tự đi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn quy trình tự đi AOP như thế nào nhé. Tất cả chỉ xoay quanh một chữ, tự. Đầu tiên, bạn sẽ phải tự lên các website AOP, tự tạo hồ sơ cá nhân. Trong bước này, các bạn sẽ phải lưu ý các bước như sau: tự điền đầy đủ thông tin, tự viết thư cho gia đình, tự bổ sung hình ảnh và tự bổ sung các chứng chỉ. Bước 2, bạn sẽ phải tự tìm gia đình trên các trang web đó. Tiếp theo nữa, bước này vô cùng quan trọng đó nhé, đó chính là bước tự làm quen và tự trao đổi thông tin với gia đình. Vậy làm thế nào để tạo ấn tượng với gia đình? Làm thế nào để được chọn? Nghe có vẻ hơi đau đầu nhỉ? Sau khi đã vượt qua được bước này và được chấp thuận, bạn sẽ đến với bước ký hợp đồng. Tên tên, tung hoa. Nhưng đừng vội mừng, vì sau khi ký hợp đồng, bạn sẽ phải đến một cửa ải mang tính chất quyết định, đó là tự làm hồ sơ visa và phỏng vấn visa. Bạn có thể bay đến đất nước bạn mong muốn hay không? Chính xác phụ thuộc vào bước này đấy. Chà, đó chính là 5 bước để bạn có thể tự đi AOP. Có khá nhiều điều phải làm nhỉ? Vậy phải bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào bây giờ?